Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự ngày hôm nay sẽ được gửi tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Đội quản lý thị trường thành phố Lai Châu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng lao động tự do theo nghị quyết số 68 của Chính phủ. Cần sớm quan tâm đầu tư để người dân trên địa bàn xã Nà Tam, huyện Tam Đường có nước sinh hoạt thường xuyên, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 6 tháng 8, 592.100 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là lần giao vaccine thứ 7 thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa công ty cổ phần vaccine Việt Nam và AstraZeneca dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Như vậy là liên tiếp trong 5 tuần, 3.981.900 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong hợp đồng đặt mua 30 triệu liều của VNVC đã về đến Việt Nam, nâng tổng số vaccine của hợp đồng này đã có mặt tại Việt Nam lên 4.387.100 liều, tương đương là 37% tổng lượng vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong nước. Khoảng 12 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được chuyển về Việt Nam, chiếm 64% tổng nguồn cung vaccine trên cả nước. Tuần trước, AstraZeneca đã công bố một cột mốc quan trọng 1 tỷ liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Đại học Oxford đã đến được với người dân ở 170 quốc gia trên tinh thần phi lợi nhuận. Tính đến sáng mùng 6 tháng 8, tổng số vaccine COVID-19 đã được tiêm trên cả nước là 8.061.116 liều, trong đó tiêm một mũi là 7.241.093 liều, tiêm mũi 2 là 820.023 liều. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhu cầu về vật tư y tế như là khẩu trang, dung dịch, sát khuẩn tăng cao. Trước tình hình đó, đội quản lý thị trường số 2 tỉnh Lai Châu đã tăng cường quản lý địa bàn, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh mặt hàng thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 2 phụ trách địa bàn thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường đã tổ chức kiểm tra 30 cơ sở kinh doanh dược, vật tư, thiết bị y tế trên địa bàn. Qua kiểm tra có một cơ sở vi phạm về quy định kinh doanh không niêm yết giá bán. Đội quản lý thị trường số 2 đã xử lý nhắc nhở. Thế trong quá trình kinh doanh thì nhà thuốc chúng tôi có được các cơ quan ban ngành liên quan đến phổ biến về tình hình dịch và phòng chống dịch, thì gia đình chúng tôi cũng thực hiện theo nguyên tắc của các cơ quan và nhà nước đưa ra, cùng nhau cùng chống dịch. Trong quá trình bán hàng thì các hàng hóa sản phẩm thì chúng tôi đều niêm yết giá để bán hàng công khai trên thị trường chung. Còn nói về găm hàng thì như nhà thuốc chúng tôi thì không có cái tư tưởng là găm hàng, chủ yếu là lấy hàng làm sao để đủ để phục vụ cho người dân trong khi thời điểm bây giờ như là đang dịch và những cái hàng thiết yếu hàng ngày cho nhân dân. Cùng với việc thực hiện tốt công tác kiểm tra kiểm soát thường xuyên, đoàn đã tiến hành nhắc nhở cơ sở kinh doanh đảm bảo kiểm soát nguồn gốc hàng hóa nhập vào, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Thời gian tới, đội quản lý thị trường số 2 sẽ tích cực kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo nguồn tin đối với cơ sở kinh doanh mặt hàng y tế trên địa bàn. Không chỉ tăng cường kiểm soát các cơ sở kinh doanh cố định, lực lượng quản lý thị trường đã và đang tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường ở khâu lưu thông nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ vận chuyển mặt hàng vật tư, thiết bị y tế nhập lậu. Để từ đó góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn cho các hộ kinh doanh cũng như đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trong phòng chống dịch. Trước cái tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào kiểm tra các mặt hàng như thiết bị y tế, các dụng cụ, sản phẩm, các sản phẩm để phòng chống dịch. Trong quá trình kiểm tra thì chúng tôi gắn với công tác tuyên truyền phổ biến đến tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn, kinh doanh hàng hóa rõ nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác hàng hóa đầy đủ,
niêm yết giá, bán theo giá niêm yết và không găm hàng, đầu cơ găm hàng, nâng giá bất hợp lý. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường theo dõi diễn biến, biến động lên xuống của giá cả hàng hóa, đặc biệt là trang thiết bị y tế, kịp thời phát hiện xử lý các cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh để sản xuất kinh doanh, buôn bán vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, phục vụ cho nhu cầu phòng chống dịch. Thưa quý vị khán giả, lao động tự do hay những người lao động không có giao kết hợp đồng lao động là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng lao động tự do theo nghị quyết số 68 của Chính phủ với mục tiêu đảm bảo dùng đối tượng công khai minh bạch, không để trùng lặp, không để lợi dụng trục lợi chính sách. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Theo số liệu thống kê của thành phố Lai Châu, có hơn 30.000 người đang độ tuổi lao động. Tỷ lệ lao động thất nghiệp luôn duy trì dưới 2%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực bị ảnh hưởng. Nhiều người lao động bị mất việc, giảm sút thu nhập. Đặc biệt, theo công điện số 20 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các dịch vụ không thiết yếu phải tạm dừng hoạt động như khu vui chơi giải trí, massage, xông hơi, gội đầu, phòng tập gym, thẩm mỹ, spa. Hạn chế các hoạt động kinh doanh vỉa hè, quán ăn tại chợ truyền thống. Người lao động trong những lĩnh vực trên chủ yếu là lao động tự do. Họ mong muốn sớm nhận được các khoản hỗ trợ để sớm vượt qua được khó khăn do dịch bệnh. Bình thường thì bọn em hoạt động là được có đông khách, làm cả hóa chất và tóc nam thì thu nhập của em khoảng tầm được từ 3 đến 4 triệu. Còn từ khi mà dịch bệnh bùng phát thì theo chính sách của tỉnh là chỉ được phép vào cắt tóc nam thôi ạ. Thì thu nhập của em thì cũng giảm xuống, chỉ còn có tầm khoảng 2 triệu một tháng thôi ạ. Em cũng mong là trên tỉnh có chính sách xuống để hỗ trợ thêm cho các anh em lao động như bọn em để có thêm thu nhập để trang trải thêm trong mùa Covid này. Thì dịch bệnh này nên quán cũng rất là ảnh hưởng rất là nhiều. Nhân viên từ ngày nghỉ quán là ông nghỉ thôi chứ mình không có cái gì mình bù cho nhân viên sinh hoạt hàng tháng cả, nhưng mà cũng rất là khó khăn. Nên muốn mong cấp trên là ông tạo điều kiện để hỗ trợ cho những cái lao động ở trong quán để bù cho những cái ngày họ phải nghỉ việc không có việc làm. Thành phố Lai Châu có 73 cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực không thiết yếu theo công điện số 20. Sau khi nhận được hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thành phố kịp thời thực hiện công tác rà soát, xác định đối tượng hỗ trợ. Qua bước đầu rà soát đã xác định hơn 400 đối tượng là người lao động tự do, lao động không có giao kết hợp đồng, lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ. Phòng cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các xã phường để rà soát những đối tượng có đủ điều kiện để hỗ trợ. Thì cho đến nay là qua rà soát thì cũng đã lập danh sách được 2 trên 4 nhóm đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đó là nhóm đối tượng là trẻ em và người đang điều trị COVID và đang cách ly thì có 14 trường hợp. Người lao động không có giao kết hợp đồng hay còn gọi là lao động tự do thì có 416 trường hợp bước đầu rà soát. Khi Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị quyết số 68 và cái quyết định số 23 về việc hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động khi bị ảnh hưởng cái đại dịch COVID-19 thì ở đây chúng tôi có thể nói rằng là đây là một cái việc thể hiện cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người dân và cũng mang ý nghĩa nhân văn thật sâu sắc. Thế và khi ảnh hưởng đại dịch Covid thì nhiều doanh nghiệp, nhiều công ty trong phạm vi cả nước nói chung và tại địa bàn Lai Châu chúng ta nói riêng thì cũng ảnh hưởng phần nào cho đến thu nhập cũng như là về cuộc sống của người lao động. Chính vì vậy là khi Chính phủ ban hành cái nghị quyết số 68 và cái quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ là hết sức cần thiết để nhằm ổn định cuộc sống cũng như là từng bước ổn định quá trình sản xuất kinh doanh sau phục hồi của đại dịch Covid. Ngày 4 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 1015 về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động tự do, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, theo quy định tại khoản 12
Mục 2, Nghị quyết số 68. Ngày 4 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 1015 về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động tự do, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, theo quy định tại khoản 12, mục 2, Nghị quyết số 68, ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. Qua đó xác định rõ 7 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ về các tiêu chí hỗ trợ cụ thể, tạo cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai chính sách giúp người lao động tự do sớm nhận được tiền hỗ trợ, vượt qua khó khăn trong dịch bệnh. Vụ mùa năm nay, thành phố Lai Châu gieo cấy 503,8 ha lúa. Đến thời điểm này, lúa mùa trà sớm trong giai đoạn ôm đồng, trổ bông, trà chính vụ giai đoạn làm đồng, ôm đồng, trà muộn giai đoạn cuối, đẻ nhánh. Thời tiết gần đây liên tục có mưa xen kẽ những ngày nắng nóng là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát triển gây hại. Và trước tình hình đó, thành phố Lai Châu đã chỉ đạo yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp trừ sâu hại lúa, chủ động lên phương án phòng trừ sâu bệnh bằng nhiều biện pháp đồng loạt như dùng hóa chất kết hợp với vệ sinh đồng ruộng. Bên cạnh đó, khuyến cáo tới nông dân cần cảnh giác, không được chủ quan bởi cuối tháng 8 này mới là thời điểm sâu cuốn lá nở rộ, gây hại mạnh. Do vậy, người nông dân thường xuyên theo dõi đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Hiện nay, toàn huyện Phong Thổ có 223,5 ha lạc được trồng tập trung tại các xã là Nhi Thàng, Mường So, Khổng Lào, Bản Làng và một số xã vùng cao biên giới. So với cùng kỳ năm trước thì cây lạc tăng trên 50 ha và diện tích trồng đạt trên 72,1% kế hoạch. Nhiều hộ dân đã tích cực chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng lạc với năng suất bình quân ước đạt là 10,5 tạ một ha, giá bán từ 16 đến 20 ngàn đồng 1 kg củ tươi. Nhờ đem lại giá trị kinh tế cao so với một số loại cây trồng khác mà cây lạc đang được người dân trên địa bàn của huyện Phong Thổ mở rộng diện tích bằng nhiều hình thức, trồng tập trung hoặc là trồng xen, từng bước đem lại thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Aribank Lai Châu hiện có một hội sở, 7 chi nhánh huyện và một chi nhánh thành phố, 5 phòng giao dịch trực thuộc, một tổ giao dịch lưu động và tổng 67.100 tài khoản thanh toán cá nhân. Thời gian qua, Aribank Lai Châu triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh triển khai cung cấp tài khoản thanh toán số đẹp cho khách hàng tại tất cả các chi nhánh phòng giao dịch trên địa bàn khi khách hàng có nhu cầu. Bằng hai hình thức có thể cung cấp cho khách hàng tài khoản số đẹp trong kho số của Aribank theo cấu trúc đã định sẵn hoặc cung cấp cho khách hàng tài khoản số đẹp với cấu trúc theo đề nghị của khách hàng và không thuộc các tài khoản trong kho số. Thưa quý vị và các bạn, khan hiếm nước sinh hoạt là tình trạng diễn ra thường xuyên tại tất cả các bản trên địa bàn xã Nà Tam, huyện Tam Đường nhiều năm nay. Thiếu nước sinh hoạt đã làm cho cuộc sống của người dân nơi đây gặp muôn vàn khó khăn. Để có nước sinh hoạt, xã đã vận động nhân dân đào những chiếc giếng khơi. Tuy nhiên, vào mùa khô thì không có nước, vào mùa mưa thì nước vẫn đục, không sử dụng được. Và bài toán về nước sạch vẫn là bài toán chưa có lời giải của địa phương này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau lưng tôi đây nó là những chiếc giếng đào của bà con nhân dân bản Nà Hiềng, xã Nà Tam, huyện Tam Đường. Bản thì có 123 hộ dân, tuy nhiên thì chỉ có 35 chiếc giếng đào như thế này. Vào mùa mưa thì nước rất đục và một số giếng thì còn có nhiễm sắt. Do vậy thì không đảm bảo nước cho bà con nhân dân sinh hoạt. Rất cần sự vào cuộc của các cấp các ngành để bà con nhân dân trong bản có một công trình nước sinh hoạt đảm bảo hợp vệ sinh cho bà con sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe cho đời sống ạ. Bản Nà Hiềng, xã Nà Tam, huyện Tam Đường hiện có 35 giếng đào phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của 123 hộ dân trong bản. Tuy nhiên, những cái giếng đào này thì mùa khô thiếu nước, còn mùa mưa thì có nước lại vẩn đục không sử dụng được. Người dân ở nơi đây luôn phải đối mặt với thực trạng khan hiếm nước sạch trong sinh hoạt. Trong bản Nà Hiềng tôi ấy, thì tổng số hộ hiện tại là có 123 hộ. Trong bản thì có hiện tại bây giờ thời điểm bây giờ là có 35 giếng. Trong đó là có 10 giếng được đổ vi giếng. Nhưng thực ra thì trong bản là rất khó khăn và mùa mưa thì nước thì rất bẩn. Và trong khó khăn về sinh hoạt thì trong thời gian tới cũng đề nghị là nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện và quan tâm đến về chỗ nước sinh hoạt cho bản Nà Hiềng. Đó là thực trạng chung của nhiều bản trên địa bàn của xã Nà Tam. Lâu nay người dân ở nơi đây đều phải sử dụng nguồn nước mưa, nước giếng khoan, giếng đào trong sinh hoạt.
dẫu biết rằng nguồn nước này không đảm bảo chất lượng, nhưng bà con không còn sự lựa chọn nào khác. Có nước sử dụng, uống thì chúng tôi đào giếng, nhưng mà nước cũng không sạch. Năm sau nhà về dạ làm một cái giếng, thế là mùa khô đấy, để không có nước sử dụng. Để bà con chúng tôi toàn đi xách nước rất xa, bà con cũng mẹ là cũng mệt. Xã Nà Tam, huyện Tam Đường hiện có 711 hộ và 3.757 nhân khẩu. Qua rà soát của Ủy ban Nhân dân xã, các hộ dân của 8 trên 8 bản đều rơi vào tình trạng khan hiếm nước sạch sinh hoạt thường xuyên. Trong thời gian qua, nước sinh hoạt của bà con thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhân dân sử dụng chủ yếu là từ nước giếng, nước khe, nước mó. Thì để giải quyết vấn đề đó, thì xã chúng tôi thường xuyên tổ chức tuyên truyền nhân dân là chủ động đào giếng, làm đường ống dẫn từ các khe, các mó để sử dụng hàng ngày. Và đặc biệt vào mùa khô thì các khe, mó là nguồn nước cạn kiệt. Chính vì vậy là bà con khó khăn trong cái việc mà lấy nước sinh hoạt. Thì từ cái việc đó thì xã chúng tôi cũng đã đề nghị với các cấp có thẩm quyền là xem xét đầu tư hệ thống đường ống để dẫn từ các khe mó ở xa khu dân cư để đảm bảo nước sinh hoạt cho bà con trong thời gian tới. Để có được các công trình nước sạch, nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng là rất lớn, ngoài tầm của địa phương. Do đó các cấp các ngành cần sớm quan tâm đầu tư để người dân trên địa bàn có nước sinh hoạt thường xuyên, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong mấy tháng gần đây trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục ở đàn gia súc. Tính đến nay thì dịch bệnh đã có hơn 100 con gia súc bị nhiễm bệnh với đặc thù mới nổi. Nên Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn gia súc. Nhờ đó trong 21 ngày qua không phát sinh ca nhiễm mới. Để biết thêm về nguyên nhân, giải pháp phòng bệnh viêm da nổi cục, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu đã có cuộc phỏng vấn với ông Phạm Mạnh Hùng, trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu. Thưa đồng chí, là trên địa bàn tỉnh thì thời gian qua đã xuất hiện cái bệnh viêm da nổi cục ở cái đàn gia súc. Vậy thì đồng chí có thể đánh giá về cái tình hình dịch bệnh này trên địa bàn tỉnh? Bệnh viêm da nổi cục thì với cái đặc điểm dịch tễ của bệnh ấy, thì nó là do virus gây ra. Và cái phương thức truyền lây của nó thì qua các vector, đó là qua các vật chủ trung gian truyền bệnh, ví dụ như là ve, mòng, ruồi trâu. Đấy, những vật chủ trung gian đó đậu vào những cái con gia súc, con trâu bò đã bị mắc bệnh viêm da nổi cục và đốt vào cái con trâu bò chưa bị mắc bệnh, và đó là phương thức truyền lây qua vật chủ trung gian. Ngoài ra là cái việc mà vận chuyển lây lan qua các phương tiện cơ giới như là phương tiện vận chuyển động vật hoặc là vận chuyển trâu bò từ những nơi mà đang có nhiễm mầm bệnh về nuôi chung với đàn trâu bò khỏe, thì đó chính là một cái yếu tố lây lan. Thì hai cái yếu tố nguồn lây qua cái ổ dịch phát hiện đầu tiên tại xã Mường Mô của huyện Nậm Nhùn, thì chúng tôi thấy rằng là cái nguyên nhân ở cái ổ dịch đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh là do người dân sang mua bò từ bên tỉnh Điện Biên về nuôi thả cùng, và chúng tôi cũng đều đã lấy mẫu những một trong những con bò vận chuyển từ Điện Biên về nuôi tại xã Mường Mô, thì xác định nó là những con dương tính đầu tiên. Và nguồn dịch thì chúng tôi xác định là cái ổ dịch đầu tiên là do lây nhiễm do vấn đề vận chuyển gia súc. Qua cái tình hình dịch bệnh như vậy thì bên chi cục mình đã có những cái giải pháp như thế nào để phòng chống cái bệnh viêm da nổi cục này ạ? Bệnh viêm da nổi cục thì xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 10 năm 2020. Ngay khi xuất hiện cái bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn một số tỉnh trong cả nước thì ngành chuyên môn đã rất là chủ động và kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh rất là nhiều cái văn bản chỉ đạo từ khi chưa có dịch. Và khi có dịch viêm da nổi cục xuất hiện đầu tiên trên địa bàn tỉnh là vào ngày 27 tháng 4 năm 2021, thì sau khi đi kiểm tra đánh giá xác minh dịch bệnh thì về ngành chuyên môn đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cái
kế hoạch số 571 về cái phòng chống dịch viêm da đường cục trên địa bàn tỉnh. Trong cái kế hoạch đó thì có rất là nhiều giải pháp, nhưng mà có một cái giải pháp là tiêm phòng vaccine cho đàn châu bò trên địa bàn toàn tỉnh. Thì hiện nay thì các huyện đã tổ chức triển khai tiêm phòng vaccine viêm da đường cục trên đàn châu bò. Một số huyện thì đã tiêm xong như huyện Nậm Nhùn, huyện Than Uyên. Thế còn các huyện khác thì vẫn đang tiếp tục tổ chức triển khai. Tính đến nay thì cái tiến độ tiêm phòng vaccine viêm da đường cục trên địa bàn toàn tỉnh thì đạt được trên 50%. Qua những cái giải pháp cụ thể như vậy thì đồng chí có cái khuyến cáo như thế nào tới người dân để việc chăn nuôi gia súc ở trên địa bàn tỉnh gặp được cái thuận lợi tốt hơn? Đối với những khuyến cáo người dân thì cái kế hoạch triển khai tiêm phòng cho bệnh viêm da đường cục cho đàn châu bò thì đã bắt đầu được triển khai từ giữa tháng 6 năm 2021 đến nay. Và qua thấy thì đánh giá hiệu quả, tất nhiên đánh giá hiệu quả thì chúng tôi trong thời gian tới, tức là giữa tháng 8, tôi sẽ phải lấy mẫu của những con gia súc đã được tiêm phòng gửi xét nghiệm để đánh giá về cái hiệu quả. Nhưng mà qua theo dõi trên tình hình thực tế thì đối với lại những cái địa phương mà đang có ổ dịch viêm da đường cục phát triển mạnh như huyện Nậm Nhùn, sau khi tổ chức tiêm phòng tập trung thì coi như là sau một thời gian rất là ngắn thôi nên là dịch bệnh đã được chặn đứng gần như là, và đến bây giờ thì huyện Nậm Nhùn đã công bố hết dịch viêm da đường cục trên địa bàn toàn huyện. Cho nên là cái khuyến cáo cho người dân thì trong chăn nuôi thì chúng ta phải áp dụng rất nhiều các biện pháp tổng thể để phòng chống dịch, nhưng quan trọng nhất, chủ động nhất và hiệu quả nhất đó chính là việc tiêm phòng vaccine viêm da đường cục. Vì chắc chắn một điều rằng là nếu bà con mà tiêm phòng được vaccine viêm da đường cục thì tin tưởng rằng là phần lớn những con đã được tiêm phòng sẽ không mắc bệnh nữa. Qua cái thực trạng phòng chống bệnh viêm da đường cục trên đàn gia súc thì cái gặp khó khăn lớn nhất đối với cái công tác phòng chống bệnh viêm da nổi cục này là như thế nào? Thứ nhất là cái khó khăn đến từ cái quy định của cái vaccine, của nhà cung cấp vaccine ấy. Vaccine viêm da nổi cục nó khác với tất cả các loại vaccine đã tiêm phòng trước đây cho đàn gia súc gia cầm. Tức là vaccine này từ khi pha đến khi còn thời hạn miễn để mà có tác dụng thì chỉ trong phạm vi có 2 giờ. 2 tiếng đồng hồ là anh pha và anh phải sử dụng hết với một lọ đóng quy cách là 25 liều trên một lọ. Đấy, thì đấy là cái khó khăn, thực sự là khó khăn mà chúng tôi đi cơ sở mà chúng tôi cũng đã thực hiện tập trung châu bò đủ số lượng, đủ số người có gióng thì coi như là anh em tiêm cật lực thì mới hết trong phạm vi 2 giờ cho 25 con châu bò. Thế thì cái khó khăn thứ hai thì liên quan đến cái ý thức của người dân. Mặc dù cái con châu bò là một cái tài sản rất lớn của người dân, tuy nhiên rằng là nhà nước đã hỗ trợ tiền mua vaccine rồi, thế nhưng mà cái vấn đề vận động nhân dân đưa châu bò về tiêm tại nhà hoặc làm gióng là gần như là người dân cũng chấp hành nó rất là chậm. Xin cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Tỉnh Lai Châu.